công bố 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 lây nhiễm cho cộng đồng tại Đà Nẵng. Giá vàng tăng sốc, cảnh giác với chiêu đột nhập lấy cắp tài sản tại các tiệm vàng. Xin chào mừng quý vị đã đến với giờ phát sóng của bản tin nóng 24 giờ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Một trong những tin tức nổi bật mà chương trình vừa được điểm qua là thông tin về 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa được công bố ngày hôm nay tại Đà Nẵng. Để thông tin chi tiết hơn đến với quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin nóng. Thưa quý vị, một nam bệnh nhân 57 tuổi ngụ ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa được chuyển từ bệnh viện C Đà Nẵng qua bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi và chữa trị do nghi ngờ nhiễm COVID-19. Hiện bệnh nhân đang phải thở bằng máy. Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận bệnh viện C Đà Nẵng đã được phong tỏa và nhà chức trách đã cách ly nhiều người tiếp xúc với nam bệnh nhân này. Sau đây là thông tin chính thức từ Bộ Y tế. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 7, nam bệnh nhân TVD trú ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng sốt, ho, đàm nhiều nên đến khám tại bệnh viện C Đà Nẵng. Nghi ngờ bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng phối hợp với bệnh viện C Đà Nẵng tiến hành giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Sau hai lần xét nghiệm tại bệnh viện đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin cho biết, nam bệnh nhân đã có lịch trình đi lại nhiều nơi trong tỉnh trước khi được xét nghiệm COVID-19. Đặc biệt, trưa ngày 18 tháng 7, bệnh nhân có đi đám cưới tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị Fairview Palace, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hiện Sở Y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm hơn 100 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại bệnh viện C, bệnh viện Đà Nẵng, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân. Kết quả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, xác định các đối tượng tiếp xúc gần, tiến hành cách ly, khoanh vùng địa bàn và các đối tượng. Hiện báo cáo kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang, kết luận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin hiện nay trên Internet, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo bán hàng. Các thông tin quảng cáo này đã sử dụng trái phép logo nhãn hiệu EVN để quảng cáo bán hàng, đồng thời sử dụng một số thuật ngữ, từ ngữ có thể gây hiểu lầm đây là sản phẩm thuộc EVN. Và thưa quý vị, thực tế các sản phẩm quảng cáo này như thiết bị siêu tiết kiệm điện, thẻ tiết kiệm điện thông minh, v.v. hoàn toàn không được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương hoặc đơn vị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng có uy tín trên thị trường chứng nhận về hiệu quả tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, EVN cũng khẳng định nếu có loại thiết bị có tác dụng can thiệp trực tiếp vào hoạt động công tơ điện, làm cho công tơ điện chạy chậm lại, thì cũng có nghĩa là người sử dụng thiết bị này đang thực hiện hành vi ăn cắp điện. Như vậy, đã vi phạm quy định sử dụng điện và sẽ bị truy thu tiền điện, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Xin quý vị khán giả cần nâng cao cảnh giác. Bố cục cầu Voi, tọa lạc ven quốc lộ 1 thuộc ấp 5 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là hiện trường vụ án hai nữ nhân viên bị sát hại đã đóng cửa, bỏ hoang hơn 12 năm nay. Liên quan đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải, 35 tuổi, ngụ ấp 1 xã Nhị Thành, mới đây đã bị hai người lạ đột nhập. Hiện thì lãnh đạo công an tỉnh Long An đã chỉ đạo công an huyện Thủ Thừa nhanh chóng làm rõ vụ việc để tránh gây hoang mang dư luận. Theo đó, vào chiều ngày 21 tháng 7 đã có hai thanh niên lạ mặt đột nhập bưu cục cầu Voi nằm ven quốc lộ 1 thuộc ấp 5 xã Nhị Thành nhưng không rõ lý do. Cho đến khi lực lượng công an xã Nhị Thành có mặt thì cả hai mới chịu ra khỏi bưu cục cầu Voi rồi bỏ đi. Thông tin ban đầu từ công an thị xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An chỉ ghi nhận hai người lạ mặt đột nhập bưu cục cầu Voi để quay clip đưa lên YouTube nhưng bỏ quên chi tiết những người này đã mở khóa bưu cục bằng cách nào. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an tỉnh Long An đã yêu cầu làm rõ vụ đột nhập bất thường này. Thông tin ban đầu, kiểm tra bên trong đơn vị chưa phát hiện mất mát hay hư hỏng tài sản nào. Thưa quý vị, nếu di chuyển ngoài đường vào ban đêm, thì quý bảo cũng xin lưu ý đến quý vị là hãy quan sát phía trước thật kỹ, vì điều kiện thiếu sáng sẽ rất dễ gây nguy hiểm cho chúng ta nếu như tai họa bất ngờ ập đến. Vâng ạ, thật đau lòng khi vào khuya ngày hôm qua thì một cặp vợ chồng tại thành phố Đà Nẵng đã gặp nạn bất ngờ. Phải nói là trên trời rơi xuống khiến cả hai bị thương nặng, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ khuya ngày 23 tháng 7, anh LVT điều khiển xe máy chở vợ tên là NTB cùng 26 tuổi, ngụ cùng xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng từ cầu vượt ngã ba Huế đi bến xe trung tâm. Khi đến đoạn Tôn Đức Thắng thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, anh T bị dây cáp rà xuống đường từ trước vướng vào cổ. Sự cố bất ngờ khiến cho đôi vợ chồng cùng xe máy ngã xuống đường. Cả hai bị thương nặng, được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường xe máy hư hỏng, công an quận Liên Chiểu thu giữ một cuộn dây cáp để làm rõ vụ việc.
điều tra các bên liên quan để tìm hiểu lý do vì sao lại xảy ra sự cố đáng tiếc này. Quý bạn xin được chuyển sang thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, trên màn hình quý vị đang nhìn thấy là đối tượng Lý Văn Nhớ, sinh năm 1985, trú tại ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Vì ma men giận lối, y đã nảy sinh ý đồ xấu, muốn hãm hiếp một người phụ nữ ăn xin bị câm điếc tại địa phương. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ 20 phút sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020, sau khi nhậu xong, trên đường về nhà thì Lý Văn Nhớ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với người phụ nữ ăn xin khoảng 50 tuổi bị câm điếc mà Nhớ từng gặp vài lần trước đó. Nhớ đã đột nhập vào căn chòi nơi người phụ nữ ở, tấn công với ý đồ muốn thực hiện hành vi giao cấu. Trong lúc giằng co giữa hai người, Nhớ dùng tay đánh vào mặt và ngực người phụ nữ. Hoảng sợ, người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài thì Nhớ tiếp tục đuổi theo đánh. Lúc này Nhớ thấy có người dân gần đó nên bỏ về nhà. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đã xác định và mời Nhớ về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Nhớ đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm đối với người phụ nữ trên. Thưa quý bà con, đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì giá vàng đã chạm mốc 56 triệu đồng một lượng và cơn sốt vàng trong nước biến đổi không ngừng, càng dễ dàng khiến cho các cửa hàng kinh doanh vàng bạc rơi vào tầm ngắm của đạo trích. Đúng là như vậy và chỉ cần sơ hở chủ quan một chút thì vàng sẽ không cánh mà bay theo các tên trộm. Và tin chắc rằng sự việc xảy ra ngay sau đây tại tỉnh Tiền Giang sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả quý vị. Hơn một tháng trước, trộm đã đột nhập vào tiệm vàng Kim Thư, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Tổng số tài sản bị mất trị giá gần 300 triệu đồng. Điều đáng nói là chủ cơ sở không có thói quen đem vàng cất trữ vào buổi tối. Mình cũng buôn bán này, chiều mình cũng đóng cửa mình dẹp. Thì nói chung đồ đạc ở dưới thì mình dẹp hết đi. Còn cái vàng bông này nè là mình để lại. Thì cửa thì mình đóng hết. Thì hai vợ chồng với đứa con ngủ. Thì sáng dậy mà ngủ dậy thì bữa đó ngủ dậy bị trễ. Tới 6 giờ dậy thì kêu một con lên dọn đồ phụ thì lên thấy cái tủ nó xê dịch qua. Ăn hết, nó tủ thì thấy nó mất đồ. Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an xác định trộm đột nhập từ bên hông nhà. Khi vào bên trong, hắn dùng kéo cậy tủ trộm vàng, tiền rồi tẩu thoát. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an Tiền Giang đã bắt được hung thủ là Lê Ngọc Anh ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Qua vụ việc này, công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo các chủ tiệm vàng nên thu dọn tài sản cất giữ cẩn thận khi kết thúc một ngày buôn bán. Nơi kinh doanh phải cử lực lượng bảo vệ trông coi. Nếu không có điều kiện thì lắp đặt camera, lực lượng công an có thêm chứng cứ truy bắt hung thủ sau khi gây án. Kính thưa quý vị, hiện nay dịch bệnh bạch hầu vẫn còn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh Tây Nguyên. Điều khó khăn nhất trong công tác phòng chống ngăn chặn dịch bệnh đó chính là ở khu vực này thì đa số đều là người dân tộc thiểu số, sống ở trong rừng núi xa xôi cách trở, thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất. Và những người cán bộ y tế tại địa phương đã phải làm việc rất gian nan, vất vả, đối mặt với rất nhiều khó khăn mới tiếp cận, tuyên truyền người dân phòng ngừa dịch bệnh. Và để hiểu rõ hơn về công việc của các chiến sĩ Blue Trắng nơi đây, mời quý vị hãy cùng đến với ghi nhận ngay sau đây. Cất những dụng cụ y tế cần thiết vào chiếc ba lô quen thuộc, anh Phạm Anh Trà, trưởng trạm y tế xã Đắc Rờ Măng, huyện Đắc Cờ Long, tỉnh Đắk Nông, đang chuẩn bị cho công việc đã gắn bó với anh nhiều năm nay. Xã Đắc Rờ Măng có 9.500 nhân khẩu, đa phần đều là người Hơ Mông. Họ không sống tập trung mà sống thành cụm nhỏ. Có tất cả 18 cụm, riêng cụm 12 là 350 người với 66 nóc nhà. Mỗi cụm ở cách nhau 3 đến 4 km, men theo con sông, con suối. Đường đi qua các cụm này thường quanh co, uốn lượn theo những quả đồi. Để dễ quản lý, cán bộ ở đây phải đánh dấu số thứ tự nóc nhà và số người trong từng nhà đó. Băng rừng, lội suối đến từng cụm, anh Trà phải tra từng nhân khẩu, kêu từng người ra hỏi, dò tên, ai đã tiêm, ai chưa tiêm. Đường đi đã khó, công việc tiêm phòng ở đây cũng không dễ dàng. Do ban ngày người đàn ông thường lên rẫy, ở nhà toàn phụ nữ và trẻ em. Họ thường ngại giao tiếp, cùng với đó là việc bất đồng ngôn ngữ, khi nhiều người Hơ Mông không nói được tiếng phổ thông. Có trường hợp thấy cán bộ y tế tới tiêm phòng, người dân bản còn sợ trốn trong nhà. Trẻ em thì bỏ đi chơi, khiến cho việc tập trung tiêm phòng lại càng khó khăn hơn. Người Mông ấy, thì họ sống theo từng cụm dân cư một. Tổng trên địa bàn chúng ta có 18 cụm dân cư. Thì để mà phủ hết được cái tiêm chủng mở rộng thì chúng tôi phải rà soát đối tượng và từng nhà một để biết được số đối tượng cần phải tiêm. Và anh em trạm cũng như anh em trung tâm là
tiến hành công tác tiêm vaccine thì rất là khó khăn, tại vì phong tục của họ là làm nương làm rẫy á, cho nên là họ đi làm rẫy là nó không ở nhà nhiều. Ở nơi mà điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn đủ điều, cán bộ trạm y tế xã phải gánh vác từ triển khai truyền thông, rà soát đối tượng đến trực tiếp đi tiêm, sau khi tiêm xong cũng phải đi rà soát lại. Từ khi dịch bạch hầu bùng phát tại quận 12 với 3 ca mắc và hiện còn nhiều ca nghi ngờ, anh Trà đã không về nhà mà lăn lộn ở đây và các thôn bản khác lùng sục từng nóc nhà tìm người chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Ở giữa đường sâu, không sóng điện thoại cá nhân, không hàng quán, những ánh đèn từ tấm pin năng lượng mặt trời không đủ thắp sáng những căn nhà. Thế nhưng, anh Trà và đồng đội vẫn miệt mài chống dịch bạch hầu. Nói chung thì không có đếm hết được. Anh nói chung là anh cứ khi mưa anh mới phải vào. Bởi vì đây là trách nhiệm của anh thì mưa thế nào anh cũng cực khổ anh phải vào. Anh Trà với mấy anh em vào là cũng rất là quan tâm đến người dân. Với người chiến sĩ mặc áo blues trắng này, cho đến khi nào cảm thấy yên lòng về dịch bệnh, anh mới ra khỏi rừng. Có lẽ nếu không vì yêu nghề, thì những cán bộ y tế như anh Trà và đồng nghiệp khác ở đây khó lòng vượt qua những khó khăn để có thể sống và cống hiến như vậy.